Hello anh em nhá. Thì tất cả anh em mua cái này thì anh em cứ yên tâm, khi nhận được đồ anh em không biết sử dụng, mình sẽ gửi cho anh em cái đường link ở trên YouTube, anh em kéo và anh em xem. Và thời buổi hiện tại công nghệ thì đương nhiên bây giờ những cái dòng xe full xăng điện tử, và đặc biệt những cái dòng xe mà có hệ thống phanh ABS, thì nhiều anh em vào ví dụ nó báo cái lỗi 11 và 13 là cảm biến bánh trước và sau. Anh em không cần phải suy nghĩ nhiều, bởi vì cái đó anh em không có đồ kiểm tra được. Thứ hai là anh em không có cảm biến, thì anh em chỉ cần sử dụng cái bộ này có 200.000 thôi. Đấy, 200.000. Anh em quét cái biết cảm biến tốt hay không. Cảm biến ok rồi, lúc này anh em chỉ cần đo thông mạch hai sợi dây lên cái hộp đen là anh em biết rằng hộp đen còn sống hay không. Thì tất cả anh em nhận được cái bộ này, mình sẽ gửi tất cả link cho anh em nha. Cái này cực kỳ đơn giản, kiểm tra VS này. VS cái này thì anh em quá bình thường rồi. Cái này ở trên những cái dòng xe IA và Honda, để chúng ta kiểm tra được cái cảm biến. Và chúng ta quay bánh xe thì đương nhiên lúc này tín hiệu xung nó sẽ nhấp nhô ở cái ở bóng đèn ở VS. Còn bên này nó sẽ là tượng trưng cho anh em là ABS. ABS thì anh em sẽ sử dụng hai sợi dây nhỏ. Cắm đúng thì ok, cắm sai thì cắm lại. Đấy, cái này nó chỉ có chức năng hai cái chức năng đó thôi, kiểm tra cảm biến Honda và IA. Nó rất bình thường anh em. Còn cái nào cũng vậy, hai cái này thì giá cả thì đương nhiên nó to nó nhỏ nó sẽ chất lật nhau tiền. Anh em dùng cái bộ nào cũng được. Anh em nào tuổi còn trung trung như Đình Tuấn thì xem cái bộ này. Còn anh em nào già thì sử dụng cái bộ lớn hơn. Đó, cái này cho anh em hai anh em cái lựa chọn. Rồi, cái này 1 2 3 4 5 quả bóng đèn, 5 đồng hồ và 3 led 3 pha. Thì cái này led 3 pha nó sẽ nhỏ và đồng hồ nhỏ hơn. Thì cái nào nó có tiền cho anh em lựa chọn, còn tất cả nó kiểm tra đều như nhau. Thì anh em mua thì anh em đều được ưu đãi cái quyển tài liệu trắng đen về tất cả chân IC, chân Smoky, hộp ESU và ABS. Đó, để anh em đọc và anh em tham khảo những cái dòng xe. Một cục IC có bao nhiêu chân và chức năng làm việc như cái gì thì anh em đọc ở đây. Cái quyển này mình tặng cho mọi người để tránh tình trạng mọi người không làm chết IC. Bởi vì có nghĩa là sao? Có nghĩa là anh em đọc được cái chân IC của những cái dòng xe đó, anh em biết ngay là cái chân số 1 là chân gì, anh em không quẹt ra mác hoặc anh em nghi ngờ thì anh em sẽ không bao giờ dùng IC. Thì cái này mình tặng cho mọi người. Kể cả ở đây là chân IC của Click 18 chân, những cái dòng xe đời đầu của Honda cũng có, để anh em tham khảo. Cái dây nào đầu tiên thì anh em cứ vậy, anh em chọn vị trí đếm từ 1 cho tới hết chân. Đấy, cho những cái dòng xe Lead và SCR cũng vậy, anh em chịu khó đọc. Thứ nhất là chúng ta không biết là dây này dây gì, thì anh em nhìn vào cứ 1, 2, 3. Đầu tiên nó sẽ là điện áp 12V là đen, hoặc là đen sọc trắng. Cứ vậy anh em đếm tới chân 33. Đó, thì anh em sẽ biết ngay cái gì ngay. Ở đó chúng ta làm chết IC, và đặc biệt những cái dòng xe điện tử. Đấy, những cái dòng xe điện tử hy vọng rằng anh em chịu khó và chịu khó đọc. Rồi về nhà chúng ta đánh dấu những cái chân nó quan trọng, đánh dấu ở đây. Để lần sau chúng ta làm, để chúng ta nhìn dây cho nó dễ tránh khỏi chết IC nha mọi người. Ở đấy, chiều nay mới anh em mua mới cái bộ này thì mình tặng hết. Rồi anh em này làm một bộ này. Hai mô bin cao áp. Hai bộ nồi gia tốc 125. Mọi người được tặng cái quyển này. Ok. Rồi tất cả bây giờ mọi người chỉ cần có gì đâu, chúng ta tranh thủ chúng ta không uống 3-4 lon bia là anh em có đồ nghề chơi rồi. Không uống 3 lon bia thôi. Đó. Ví dụ chầu nhậu bình dân bây giờ hai anh em đi nhậu cũng hết là 400. Thì thay vì hôm nay bảo ô thôi người bạn, hôm nay mình cảm thấy mình mệt, thì mình tiết kiệm được 200, mình sử dụng được cái thiết bị này. Đó. Về nhà anh em không bao giờ bị hằn. Cái này là cái gì? Cái này là chúng ta giả lập một tín hiệu xung
hay cho cảm biến đưa một phịch một cái lên cái đồng hồ tốc độ Oleo. Ở đây cho anh em 3 màu dây, tương tự cho anh em 3 cái bullin ghi ở đây rất rõ. Có anh em nào không hiểu nữa thì em sẽ gửi cái video cho mọi người. Màu vàng tượng trưng cho là VS, cái này anh em bắn một tín hiệu xung lên cái đồng hồ. Nếu thành công thì lúc này anh em kiểm tra nguồn và mát để thay cho cảm biến. Còn cái này kiểm tra cảm biến này. Cái này sẽ là kiểm tra cảm biến VS. Cắm vào quay bắn, bóng đèn nhấp nhô là VS tốt. Còn cái này chúng ta bắn một tín hiệu xung thay cho cái cảm biến VS để lên cái đồng hồ. Rồi cái bullin màu đỏ nó sẽ xuất ra cho anh em cái điện áp từ 0 cho tới 5V. 0 đến 5V trên xe tất cả giá trị bằng cảm biến. Xuất ra một tín hiệu điện áp thì anh em giả lập được hết. Trên xe bất kỳ một cái cảm biến gì anh em đều giả lập điện áp cho nó. Và cái này sẽ là cái báo xăng. Để khách hàng mang vào ở trạng thái gì, bảo anh ơi em mới đổ 50.000 xăng nhưng bình nó không lên, đồng hồ không lên báo xăng, thì anh em chỉ cần giả lập một cái thôi. Nếu mà lên thì anh em bảo khách hàng là hư phạm. Rồi vẫn còn khuyến mãi cho mọi người, vẫn còn khuyến mãi cho mọi người. 2 triệu, 3 triệu 50 còn 2 triệu, 3 triệu 50 còn 2 triệu. Ok. Rồi cái này 2 triệu 50 còn 1 triệu 50. 1 triệu 50. Cái này có rồi thì không sử dụng cái này nữa. Đấy, sorry. Bởi vì cái này có hết rồi, đừng có lấy làm cái gì cả. Đó, cái này nó sẽ là như cái này. Anh em nào mua lẻ 200k, 1 triệu 350 còn 1 triệu 2, comment. Đó. Tặng cho anh em một sợi cáp này để chúng ta di rời. Thiết thì cắm vào đây, thiết thì cắm vào đây, chuyển qua. Cái này tước ra, vo tròn lại để chít vào những cái rắc cảm biến. Rồi 3 triệu 50, hôm nay còn 1 triệu 2. Shop sale là Sale. Hôm nay Đình Tuấn Sale cho mọi người 3 triệu 50 còn 1 triệu 2. Đấy, chúng ta tiết kiệm, không đi uống lòng bia, chúng ta sẽ có ngay. Còn anh em nào mua lẻ 350k, cực kỳ là gọn gàng, hấp dẫn cho anh em. Rồi những anh em nào ở khu vực có những dòng xe APS hay xuất cái lỗi, chỉ cần đưa cái này vào, một nốt nhạc, biết cảm biến có xấu hay là chết. Mọi người vui lòng truy cập vào em cái số Zalo 0909 7 55 993. Tất cả em sẽ làm đường link cho mọi người cực kỳ dễ. Rồi thì bây giờ em sẽ test CKB cho mọi người, lỡ may mọi người mua CKB. Được chưa? Em sẽ bỏ cái này ra bên. Rồi anh em nào cần hàng CKB 4V thì anh em comment cho em luôn. 4V, 3V, 4V, 3V đầy đủ hết cho anh em. Đây là 4V. Hàng tất cả được bảo hành cho anh em và đồng thời test cho anh em luôn bây giờ. Và đồng thời được test hết. Thằng Tam Mao này bờm thế, nó bỏ vào bịt bóng này không chịu, lại mang đi ép cái này. Tam Mao thì luôn luôn là Tam Mao. Tam Mao có hai dạng Tam Mao. Một Tam Mao, hai Tam Mao. Rồi bây giờ em sẽ test cho anh em cái bộ này cấp nguồn. Chúng ta cấp cho nó một cái điện áp. Lỗ đâu rồi? Đây. Đó. Ok. Rồi thì lúc này mọi người đơn giản cắm con CKB vào. Chúng ta test thử. Em hạ cam thấp xuống một xíu. Rồi bây giờ cắm CKB vào, đơn giản cái rắc này sẽ là rắc cái. Thì anh em kiếm rắc nào đực cắm vào. À đây đực. Rồi đây ghi rất rõ cho anh em là CKB.
Rồi, xe cắm vào. Xong. Rồi lúc này đơn giản cả nhà chúng ta chỉ cần đi tìm cục motor đề, lấy cái vỏ của nó đập lấy cục lâm châm. Đó, cục lâm châm. Cục lâm châm thì có hít cái này có dính không? À, cái này không dính. Ok, cái này tốt. Rồi. Vậy lúc này can hãy quét cho Đình Tuấn. Chúng ta sẽ quét ở trạng thái 4 giây tín hiệu. Sân biển sọc vàng, trắng đỏ, trắng đen, trắng sân biển. Đây là điện áp để cấp cho CKP. Vậy bây giờ can sẽ quét điện áp từ 0 cho tới lớn. Chúng ta sẽ quét và anh em sẽ nhìn thấy bóng đèn đây. Đó, chúng ta thấy thay đổi không? Rồi còn trên này chưa nhảy này. Sân biển sọc vàng, chúng ta quét tiếp tiếp. Đó, ok, 11V này. Rồi, tất cả đều dao động. Đó, không. Không, không, không. Tiếp tục chúng ta sẽ quét. Đó, 11. Thì lúc này anh em sẽ xác định rằng con IC này là tốt CKB. Rồi, anh em nào mua CKB 4V lúc này đã có hàng thì anh em comment. Xong. CKB 4V rắc vuông to. Thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục test CKB 3V. 3V. Rồi hàng bữa nay có về nhiều lắm, anh em comment. Rồi CKB này của những dòng xe đời mới và đồng thời Vision rắc dẹp trùng nhau hết, chẳng qua nó khác nhau cái rắc. Tiếp tục nó lại là cái, nó luôn luôn nằm ở phía dưới, nó luôn luôn là cái. Chúng ta lại đi tìm cái rắc đực. Yeah, đây. Cắm vào. Rồi. Lúc này anh em lại tiếp tục sử dụng cục lâm châm. Chúng ta quét. Đó. Ờ, điện áp từ 0 cho tới lớn. 0 cho tới 11. Cực kỳ là đơn giản và nhàn nhã cho anh em. Không bao giờ bị những cái dòng xe phu xăng điện tử cho ăn hẳn. À. Mọi người thấy cực kỳ đơn giản đúng không? Cực kỳ đơn giản. Đấy, anh em nào cần CKB 4V, 3V được test tất cả và kiểm định. Anh em nào cần thì comment. Rồi bây giờ em sẽ thử qua cái bộ này cho anh em xem. Bộ này nó nhỏ hơn một xíu. Chức năng tất cả đều như nhau. Đấy, can mua đều được tặng. Rồi tất cả thông tin thắc mắc thì can hãy vui lòng liên hệ vào cái số đường dây nóng Zalo 0909755. Em sẽ test tiếp tục cục này. Ok. Anh em hãy bỏ chút một thời gian chầu nhậu ra thôi. Thì anh em có tất cả hãy tích góp lại. Nay mua một món rồi chúng ta sẽ có tất cả đồ chơi và đồ nghề. Đây. Cái này thì cũng vậy thôi. Nó lại tiếp tục là cái anh em đi tìm cái rắc đực. Đây. Không có thì anh em hãy nhìn vào thôi. Trong này ghi rất rõ. Kiểm tra cảm biến CKB. Đó, ba sợi dây này nằm một lỗ. Cái này là VS của IA. Cái này là VS của Honda. Kiểm tra APS. Kiểm tra nguồn ba pha, kiểm tra nguồn CKB. Chúng ta lại tiếp tục sử dụng cái này. Cái hộp này thì nó nằm một bên dây. Anh em cứ là biết là ở bên dưới là cái. Cắm tiếp. Rồi lúc này anh em cấp cho nó một cái điện áp DC 12V. Đó. Xin đẹp. Cái này thì lâu lâu chúng ta mới kiểm tra CKB. Thì chúng ta chỉ cần quẹt cái là chúng ta ăn ngay. Tiếp tục, lúc này can hãy dùng cái cục lâm châm can quét.
quét. Đó, anh em thấy nhỏ không? Đó. Và lúc này nó sẽ chạy theo cho anh em bốn bóng đèn LED luôn. Yeah, LED. Ok. Tuyệt vời. Và cái này chúng ta sẽ kiểm tra ba pha nhờ vào ba cái LED này. Cực kỳ đơn giản. Rồi, chiều 3 50. Giờ còn chiều 2. Anh em nào ok thì làm luôn cho nó đỏ. Đấy, nhỏ nhỏ xin xin hộp bằng mica kính cường lực ở trạng thái chắn búa đập vào. Đấy. Tuyệt vời, anh em vui lòng liên hệ. Nguồn DC Volt đã cung cấp thì đương nhiên biểu tượng LED đã sáng. Rồi, ở đây sẽ là hiện thị APS, VES. Rồi 3 giây 3 pha. 4 cái đồng hồ chỉ thị cho chúng ta về CKB. Rồi xong thì các anh chỉ cần rút ra. Rồi CKB 4 vấu, anh em nào cần comment giá cực rẻ. Giá cực rẻ CKB 4 vấu đều được test và kiểm định cho anh em trước khi xuất kho. Rồi anh em xem cứ hai cái món này anh em cảm thấy được món nào thì anh em chốt to và nhỏ. Quà tặng khuyến mãi cho anh em cũng như nhau. Rồi cái bộ nhỏ này là 1.350.000, bữa nay sale, còn 1.200.000 gọi là sale, giảm giá. Giảm giá cực đại và cực lớn cho anh em thợ máy. Chúng ta về nhà bỏ lên cái tủ. Xe này báo lỗi cả miếng góc hả? Oh. Chúng ta chỉ cần cắm cái này vào tín hiệu. Chúng ta sẽ xoay cái bulin màu đỏ khoảng nửa vôn cho tới 1 vôn trên tất cả những dòng xe A. Lúc này cảm biến góc sẽ mất lối và chúng ta sẽ khởi động để nổ. Thì lúc này kết luận rằng cảm biến góc sẽ hư. Còn tất cả cảm biến TB, cảm biến nhiệt, cảm biến IAT, cảm biến MAP và cảm biến oxy, các bạn cứ giả lập 1, 2 hoặc 3 volt. Tùy chọn 0, 1, 2, 3, 4 và 5 volt. 4, 3, 2, 1, 0 volt. Tùy. Nhớ là cảm biến TB, IAT, cảm biến nhiệt độ, cảm biến MAP, cảm biến oxy giả lập từ 1 cho tới 3 volt tùy chọn. À. Rồi tất cả anh em thông tin về mua về làm xăng con anh ơi, test về thuần y xem anh ơi. Ok. Tất cả thông tin thắc mắc anh em truy cập vào cái Zalo này. Cảm ơn mọi người. Rồi xe cơ bê này. Rồi dây điện hạt rẻ cho anh em đầu tiên về nhà học, thứ hai cắt rắc giá rẻ. Giá có mấy trăm nghìn à? Đó, giá có mấy trăm nghìn cho anh em à. Về nhà đầu tiên chúng ta mở app ra nghiên cứu chân IC, nó về tới đâu, nó chạy tới đâu. Đấy, chiều này tiếp tục xếp hàng nha. Này CKB này anh em này, giá rẻ. Này CKB này anh em làm nghề chúng ta phải thủ nhá. Anh em phải thủ ấy, anh em phải thủ nha. Bởi vì CKB nó bị điếng. Đó, anh em hãy thủ. Nó hay bị điếng lắm. Những con xe đề từ cạch cạch thì anh em bị hàn lắm. Thì bây giờ anh em có đồ chơi trong vòng chỉ 15 phút. Bình thường chúng ta phải mất 2 ngày. Thì bây giờ chúng ta sẽ mất khoảng 15 phút. Kết thúc trên bất kỳ một con xe đề từ nào nó cạch cạch. Đó. Được chưa mọi người? Đó, cắt cắt. Không, đừng để lo. Làm gì vậy? À, lấy nhanh đấy. Có hết đâu mà lấy nhanh đấy.
An Tuấn giúp em ban bận có con xe Vision 2015 mở khóa điện lên tầm 5 giây bơm xăng mới hoạt động. Em đã thay bơm xăng rồi mà vẫn vậy. 5 giây thì anh phải, đầu tiên bây giờ anh phải kiểm tra. Anh kiểm tra, anh dùng cái bóng đèn led, anh kiểm tra bật khóa điện lên hoặc đồng hồ, anh dùng cái đồng hồ anh đo xem nó có 12V không nha. Đó. Còn anh sử dụng bóng đèn led, anh bỏ vào thì xem IC có dập mát luôn hay không, hay phải chờ 5 đến 7 giây đèn led mới sáng. Hoặc là anh có thể sử dụng cái đồng hồ đo volt, bật lên nó phải căng led là 12V, hay là khoảng 5 đến 7 S sau nó mới có 12V. Đã về chưa mà chuẩn bị ghê đấy. Thợ giờ bỏ gần hết rồi anh ơi. Vậy anh em thợ sửa xe bỏ gần hết rồi, bây giờ chúng ta làm chuyển qua nghề gì nhỉ? Thần y hả? À, thì anh em nào muốn bỏ nghề sửa xe chuyển qua thần y thì cứ liên hệ với Đình Tuấn, cung cấp tất cả đồ cho anh em, ngoáy trọt bình xăng, cung cấp tất cả đồ cho anh em can thiệp vào trong bình xăng, được chưa? Đó. Cung cấp cho anh em từng bét chính, bét phụ, nói chung là từ vít lơ cho tới đủ cho anh em chọt ngoáy bình xăng con. Đấy, tất cả từ con phố nhỏ cho tới thành phố lớn. Anh em nào đam mê cái bình chọt xăng này để kiếm một bình 200-300 ngàn để làm cái lẩu, để tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn, cùng nhau nâng ly vì chúng ta chọt được cái lợi xăng này, thì anh em comment cho mình. Comment ngay vào cái đường dây số điện thoại 0909 755 993 để chúng ta cùng nhau làm thần y. Thần y. Chỉ cho mọi người thấu hiểu về tất cả những bình xăng con này hoạt động như thế nào. Bình răng xe có van cắt gió, có bơm phụ, có e điện hay là e cơ. Chỉ tất cả cho mọi người ngó ngắt ở trong tất cả những bình xăng. Thì anh em vui lòng liên hệ cho Đình Tuấn. Hồi giờ có rất nhiều anh em không biết là cái van phụ, cái bơm phụ hoạt động như thế nào, rồi e điện, e cơ và đồng thời van cắt gió. Thì người ta sẽ gọi là van cắt gió để làm gì? Để cắt gió, cắt trong trường hợp nào? Thì mời tất cả anh em đón xem trong một cái video, trong cái nhóm chúng ta cùng nhau làm bình xăng con, cho ra bã luôn. Rồi bây giờ mình quay lại, mình xin phép nói chuyện với anh em được vài câu thế này một chút xíu cho nó thú vị. Tất cả rất mong anh em thợ máy trên toàn quốc Việt Nam, những anh em nào yêu mến mình thì tất cả chúng ta sẽ là tình nghĩa anh em. Ở đây sẽ không có từ thầy, mình không bao giờ dám nhận từ thầy. Bởi vì thầy ở đây có hai trường hợp, mình sẽ phân tích cho mọi người ở trạng thái gọi chữ thầy. Ở đây không nên gọi là thầy được. Bởi vì nếu ok lắm thì mọi người gọi là cái từ sư phụ. Có nghĩa là sao? Thầy ở đây có hai trạng thái thầy, thì mình sẽ phân tích cho mọi người. Rất nhiều thầy, thầy dạy chiến lược kinh doanh đấy, thầy dạy làm giàu, thầy dạy FI đấy, vân vân đấy, các loại thầy đứng trên bục giảng. Và sẽ có hai dạng thầy. Thì rất mong mọi người sẽ không bao giờ gọi mình bằng thầy. Mình chỉ là một người thợ thôi. Đầu tiên mình sẽ nói về mình. Mình chỉ là một người thợ. Một người thợ. Mình được cái may mắn va chạm được nhiều với con xe. Thì mình may mắn mình có được nhiều chiêu, nhiều ban. Mình biết về nó. Thì mình chỉ biết là mình là một người thợ. Mình chia sẻ cho anh em. Anh em nào không biết thì anh em phải bỏ tiền ra, anh em mua cái nọ cái kia, hoặc là anh em đóng học phí. Đấy là bỏ tiền ra mà. Thì mình chỉ là một người thợ, mình đi trước hoặc là mình biết một chút xíu, mình hướng dẫn cho mọi người đấy, để mọi người có một cái căn bản để về nhà mọi người làm giỏi hay không phải do anh em. Thứ nhất là anh em phải học và anh em có xe, anh em được đụng chọt hàng ngày, đó là mình là một người thợ may mắn, mình biết được cái gì chia sẻ cho anh em. Rồi thầy ở đây có hai thế hệ thầy,
Thầy thứ nhất đứng trên bục giảng không có chuyên môn về sửa xe. Thầy đó chỉ có dạy cho các bạn cái lý thuyết thôi. Người thầy đó sẽ không bao giờ giỏi bằng người thợ được. Mình dám cam đoan với mọi người một điều đó luôn. Còn thầy thứ hai tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho mọi người. Một người thầy đứng trên bục giảng chỉ vì ba cái lý thuyết vẹt thì không thể nào giỏi bằng người thợ trong tương lai. Bởi vì một người thợ, người ta được làm hàng ngày, người ta được va chạm với những con xe nó hằn, mất ăn, mất ngủ, bỏ cơm, bỏ vợ, bỏ con để xử lý con xe đấy. Nhưng thật sự những người thầy đấy không làm được điều đó, người ta không cảm nhận được điều đó. Và cho dù người ta làm thì người ta làm cũng không được. Có thể một cái động cơ tháo ra để cho một người thầy đứng trên bục giảng không có chuyên môn vì vực cửa hàng. Thật sự các bạn lắp xong một cái động cơ, người ta lúc này người ta mới đang bắt đầu cạo giòn, hoặc người ta mới vào cái dây. Đó là trạng thái thầy đầu tiên. Thầy thứ hai ở đây có nghĩa là thao. Thầy thứ hai nếu mà dạy các bạn thì ở những cái đó là người ta phải là những cái tiệm sửa xe lớn. Người ta được va chạm rất nhiều xe và bản thân người đó cũng là một người thợ. Hàng ngày được sờ vào con xe thì người đấy hướng dẫn cho mọi người thì mới ok được. Đấy, được chưa? Còn bây giờ đứng trên bục giảng hay bất kỳ một chiến lược kinh doanh nào cũng vậy, tất cả nó chỉ là cái miệng. Đấy, dạy cho anh em về ba cái lý thuyết, hoặc lý thuyết vẹt, hoặc lý thuyết gì đấy, hay có chuyên môn, thì chẳng qua người thầy chỉ có giỏi hơn anh em về cái lý thuyết thôi, sẽ không bao giờ giỏi bằng người thợ. Bởi vì người ta nếm trải hàng ngày khách hàng. Khách hàng này khó tính, người ta nếm trải được sửa con xe này không ra sao hết, lấy đồng tiền cảm thấy khó khăn. Nhưng những người thầy đứng trên bục giảng chỉ cần em phải hiểu chuyên sâu như thế này. Chuyên sâu, nhưng khi về nhà các bạn có chuyên sâu được không? Chuyên sâu chẳng làm được cái gì. Em nói thật luôn. Không tin mọi người thử hỏi ngay người thầy của các bạn cứ bảo là dạy chuyên sâu mà không có tay nghề sửa xe trong chuỗi cửa hàng. Hỏi người thầy đấy làm được con cảm biến chưa? Mà học chuyên sâu về con cảm biến. Thì anh em kỳ nghĩ rằng nôm na tất cả cảm biến chất lỗi trên cái đèn minh, đèn FI. Lỗi bao nhiêu thì mọi người xử gọn nó bấy nhiêu. Lỗi số 8 thì mọi người chỉ cần giả lập cho nó một cái điện áp 1, 2, 3 V. Nếu cái lỗi số 8 ở trên đồng hồ tắt điện thì lúc này anh em chỉ cần dùng cái đồng hồ VOM hoặc đồng hồ đo điện tử DC. Anh em đo cho Đình Tuấn bật ở khóa điện ở trạng thái xem 5V để cấp cho cảm biến TB, xem có đủ giá trị điện áp là 5V không. Nếu có đủ 5V, giả lập cái này, tắt cái lỗi số 8 thì anh em kiểm tra lại TBS. Hoặc người thợ nào đã nới con ốc hoặc là bẻ cái than ga để lúc này điện áp dưới 200mV là xong. Có thầy nào khui con TB ra sửa được không? Đấy, ở đây mình chia sẻ cho các bạn có hai dạng thầy. Giống như đi học chiến lược kinh doanh cũng vậy. Đâu phải ông nào trong tay có khoảng 200 triệu đi học chiến lược kinh doanh về nhà giàu đâu. Có rất nhiều người ở đây, bạn thân, bạn của Đình Tuấn cũng vậy, bảo Tuấn ơi, anh mới đi học cái khóa này hết vài chục triệu, về nhà chẳng làm được. Thứ nhất, anh em không có vốn. Đi học chiến lược kinh doanh làm giàu, anh em phải cần có một cái điều lệ vốn. Đố ông thầy nào trên Việt Nam này dạy chiến lược kinh doanh hay dạy làm giàu khi trong tay các bạn chỉ có 1 đến 200 triệu. Mà đi tham gia khóa học chiến lược đấy, về nhà khoảng hết vài chục triệu, các bạn làm giàu được, tôi dám cùi luôn. Với ở cuộc sống hiện tại, thứ nhất là chúng ta phải có sự may mắn học hỏi, và đồng thời kinh doanh nó phải là may mắn, gọi là sự mát tay. Và đồng thời anh em phải có vốn, và anh em phải xã giao được, gọi là một cái cổ phần, đầu tư một cái gì giá trị khoảng 2 triệu hoặc 2 tỷ. Thì bây giờ các bạn mới có khoảng 200 triệu thì làm sao đầu tư được cái gói hàng 2 tỷ. Nên anh em phải chung vốn. Và chúng ta phải biết rằng hợp tác đối thủ của chúng ta là ai, có tin tưởng hay không, hay là dàn dụng cả cuộc đời ở cái tuổi năm nay gần 40, có 200 triệu đập vào cái lỗ, thế quay đầu lại đi làm gì, đi lượm ve chai. Hôm nay em làm kỹ thuật trưởng mới vào trong hết sáng nay xin việc, người ta bảo thử việc 3 ngày, nếu mà được thì lương khoảng 7 triệu. Thì mới đi về xong thì trưa nay live stream với quý vị. Bán thêm ít hàng, ít thiết bị để chúng ta kiếm thêm. 2 giờ chiều lại vào trong hết làm tiếp. Bữa nay được kỹ thuật phó. Đấy. Nếu mà trong vòng thử việc trong vòng 1 tuần làm tốt thì chúng ta sẽ thay kỹ thuật trưởng. Nếu kỹ thuật trưởng tay nghề yếu hơn mình,
và cái khâu công đoạn khách hàng vào chạy xe và tư vấn như thế nào. Nếu mà hơn kỹ thuật trưởng thì ông ấy sẽ về phó, mình sẽ lên trưởng. Đấy, tất cả anh em không gọi mình bằng thầy nữa. Thầy ở đây chúng ta phải phân biệt ra hai thầy. Thầy nói phét rất nhiều, những người thầy phải chứng minh được các bạn. Các bạn, tôi đánh cho các bạn con ban đấy, hoặc anh em phải đánh con ban đấy, người đó phải gỡ được. Người thầy phải lắp được cái động cơ, người thầy phải xử lý được cái nồi. Chứ bây giờ cứ ba cái FI lý thuyết vẹt về nhà anh em không có, thì lấy đâu mà nó lên được tay nghề. Làm nó sẽ lên. Hôm nay gặp con xe A, con xe B, con xe C, bốn con xe mang vào ở trạng thái bốn ban bận khác nhau, thì chúng ta phải cần có một cái bài giải và xử lý những con xe đấy. Làm nhiều chúng ta sẽ có tay nghề, chứ không phải là đi học về nhà chuyên sâu các bạn bắt được con xe tôi cùi luôn. Đi học chuyên sâu về nhà cầm con xe đấy ra bắt được bạn tôi cùi luôn, nếu các bạn hồi giờ chưa sửa xe ga nhiều. Nếu là các bạn và anh em bây giờ chỉ là ở hồi giờ làm cửa hàng xe số, bây giờ đi học cái khóa FI chuyên sâu chuyên ông nội gì, về nhà bắt được bạn con xe ga, nếu ở cái bạn hiểm nghèo tôi cùi ngay. Đấy, nên là đây mình chia sẻ cho các bạn, mình chỉ là một người thợ. Các bạn học ai thì các bạn tôn trọng người ta bằng thầy, các bạn cứ gọi, còn mình không dám. Từ phút này trở về sau, anh em nào lớn hơn thì cứ gọi Đình Tuấn bằng em, hoặc là chú Tuấn, hoặc là bạn Tuấn được rồi. Được chưa? Mình chỉ là một người thợ, biết cái gì chia sẻ cho mọi người. Còn tất cả cuộc chơi này đừng có nói là tôi phải bỏ ra tôi nghiên cứu cả. Đừng có nói là tôi phải bỏ ra tôi nghiên cứu ở thằng này nó ăn trộm. Nếu nghiên cứu được mà không bán ra thị trường thì không bao giờ mất. Nghiên cứu được để tự phục vụ bản thân mình, và để khi nào chết đi chôn theo thì không bao giờ mất. Còn tất cả thị trường hiện tại ở trạng thái 4.0, 5.0 đã chính thức kinh doanh thì coi như mình sẽ phải bị mất mát. Bởi vì nhiều người tài hơn, người ta có cái đầu óc, trí tuệ, người ta thông minh hơn, thì ắt người ta sẽ bán công nghệ ngay bất kỳ một điều gì trong xã hội này. Nó đơn giản như cái này. Đấy. Tại sao ở trên Việt Nam không có một cái này, hoặc không thể nào có một cái này được độc quyền được, nhưng nó luôn luôn nó lại là hai hoặc là ba cái. Nhiệm vụ của nó cũng đều như nhau, kiểm tra CKB và VS, vân 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 vân. Đấy. Nhưng thật sự cuộc đời này tôi làm ra được thì ông làm ra được khi đã bán ra thị trường. Ở đây đừng có nói là bản quyền nha, đừng có nói là bản quyền. Thế thôi. Và khi cung cấp ra thị trường nó cũng là đều nhau, nhưng nó có hai giá tiền. Đấy. Và đồng thời nó có hai cái to và nhỏ để cho anh em mình lựa chọn, nó không thể nào giống nhau được. Đó, đúng chưa? Ra là mất. Có thể là các bạn về nhà tìm tòi, có thể là hy sinh một cái cục này ra để các bạn có thể là các bạn làm rồi các bạn mang bán rẻ cũng được, chẳng ai chất móc gì. Xã hội này là phải công bằng như vậy, chẳng ai nói điều gì cả. Mọi người đúng không? Đó. Chắc lắm hả? Từ từ để ăn live stream chung. Đưa 50 đi, đưa 50 ăn cái. Cho nó đỏ. Cái chai đấy 50 mà. Đưa nào. Hôm qua cầm về đưa cho nó đỏ chút. Đâu? Rồi rồi, tí anh qua anh xem. Đó. Thì nếu về nhà các bạn có trí tuệ, các bạn có khả năng, các bạn có thời gian thì các bạn có thể khui ra. Các bạn cũng đi mua. Cái này đang bán 1 triệu. Thì các bạn về nhà các bạn có thể là khui ra, các bạn làm, các bạn phá giá bán 500. Việt Nam không ai dám nói câu thứ hai. Đúng không? Ok. Sợ qua nó mất wifi nhưng mà dắt qua đây dùng cái. Thấy chưa? Cái này không có 3G. Thì đi qua tao đó là chụp bằng hai em vô là nó chạy tiếp đi đâu. Đó. Rồi bây giờ chú em này mới dùng nước tẩy đúng không? Qua. Đây. Đúng không? Thằng em Tam Mao này ấy, nó bảo cái nước tẩy này hồi giờ em bị ở mua trên mạng rất nhiều tiền nhưng thật sự không trắng.
Thì hôm nay ấy, nó mua một chai thì mình đang live stream, mình mang qua luôn cho anh em này. Đây. Đó. Pha chưa? Cái này pha chưa? Nãy pha chưa? Rồi đây anh em nhìn này. Pha chưa? Cái này không pha à? Đó anh em thấy không? Pha mấy rồi? Pha một thành mấy rồi? Một một à? Pha này phải 1, 2, 1, 3. Cái này nó sạch mà pha nữa ấy chứ. Pha cho em ơi, nó đặc quá. Ở mất wifi anh em ơi, mất wifi. Qua đó mất wifi nha anh em. Thôi chưa, em không làm phiền mọi người nữa. Rồi xin chào mọi người. Nó tải cục máy trắng ghê lắm. Rồi xong cái video này kết thúc thì tí nữa thì Tuấn sẽ quay qua cái nước tẩy cho anh em. Để bên đấy tí nữa mình sẽ úp cái video lên cho mọi người xem cái tẩy lốc ở bên ngoài nó cực đẹp. Ở bên trong trắng như ngọc trinh. Và bên ngoài mọi người tẩy thì đương nhiên nó cứ bị cái màu mà y xì màu lốc vậy á. Đấy, nó rất đẹp nha mọi người. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ nước tẩy. Rồi video tới đây xin phép là tạm dừng. Rồi, xin chào anh em, chúc mọi người buổi trưa vui vẻ. Nhớ không gọi thầy nữa, thợ thôi. À, sư phụ vẫn đi làm thuê cho Hack à? Ok, Hack có bán hay không hay chia sẻ anh em nha. Cảm ơn mọi người. Đấy. Bập. Chứ đừng có bảo là mẹ ông này nghiên cứu ra tôi ăn trộm công nghệ. Khi mà bán ra thị trường thì đừng có nói đó. Sẵn sàng bán là phải mất. Quan trọng ở cuộc đời này, thằng nào nhanh thì thằng ăn thôi. Chậm là mất. Nhanh thì còn, chậm thì mất. Nó đơn giản mà khi chúng ta vào ăn cơm vậy ấy. Đấy, hoặc là như một bầy lợn vậy ấy. Mẹ đổ cám vào lợn mà con lợn này không xông ra ăn thì con lợn kia cứ gì ai èo chê ỏng chê no là bà làm sẽ chết đói. Thì công nghệ, tất cả công nghệ như vậy, bán thị trường bán là mất. Còn anh em là cảm thấy có đủ chuyên môn trí tuệ người ta cứ làm, người ta bán rẻ hơn cũng được, chẳng ai nói cái gì cả. Mọi người công nhận điều đó không? Đấy, cuộc sống là nó luôn luôn như thế. Hả? À, có câu luôn. Anh em thấy không, đơn giản mẹ vợ chúng ta mình bỏ ra thời gian yêu nhau, mình nói thêm vài câu cuối này. À, anh này anh mới góp ý. À, thời gian yêu nhau tùy theo 1, 2, 3, 4 năm đúng không anh? Rồi chúng ta đầu tư rất nhiều tiền. Lấy về nhà, tay ôm, tay gối. Anh yêu em yêu anh. Cuộc sống này anh và em thề nhau sống tới đầu bạc răng long. Tới khi nào mà đầu bạc răng long. Mẹ lặng quạng đi, lặng quạng ở nhà bị thằng khác bế luôn cả con vợ. Thế là chuyện bình thường anh em hiểu không? Nhiều lúc kể cả dẫn bạn vào chơi. Nhiều lúc mẹ thằng bạn mình nó có duyên. Thế là nó cứ để ý con vợ mình lại máu nữa. Mẹ sàng qua sàng lại, thế là nó bóp mất con vợ hồi nào cũng không hay. Chuyện đó ở xã hội xảy ra thường ngày. Nên tất cả anh em đừng nói công nghệ này của tôi mua bản quyền. Chẳng có bản quyền mẹ gì cả. Đấy, kể cả phần mềm áp cái gì cả, anh em nào ok cảm thấy đủ trí tuệ mua những cái thiết bị về nhà, anh em nghiên cứu được, anh em cảm thấy có lời anh em bán. Đồng ý không? Bấm cho thì tối cái số 1. Mẹ bản thân vợ của chúng ta là gì? Đúng không? Ra phường đăng ký giấy kết hôn. Đấy, ủy ban giấy kết hôn. Được hai họ, được bà con, cô dì chú bác đồng ý. Và đồng thời chọn ra một ngày đẹp để tổ chức cho một cái hôn nhân. Tất cả họ hàng đều chứng kiến, cho quà, cho cáp. Bà con hàng xóm thiệp đi cùng nhau nâng ly rượu hồng, chúc men nồng. Đấy, nhưng cuộc về nhà được 3, 7, 21 ngày hoặc vài năm, tan rã cuộc đời. Vợ bị thằng khác bục mất. Còn công nghệ này chẳng có cái gì, nên các anh ở đây là không thể nào được. Thật sự cái gì ở trên cuộc đời này tôi làm được, rơi vào tay tôi, đố các anh kiện. Con kiến thì không thể nào kiện củ khoai được. Bản thân vợ của các anh bị thằng khác lấy mất, anh còn chưa kiện được. Sao kiện được nó? Vợ bảo bây giờ tôi không hạnh phúc với anh bởi vì anh không làm cho tôi hạnh phúc.
mà người bạn của anh hay là ông kia làm cho tôi cảm thấy cuộc sống này được ấm no hạnh phúc hơn. Có quần áo đẹp, có xe xịn sò đi, ông không bao giờ làm đáp ứng tôi được điều đó. Thì đương nhiên thì làm cái gì? Nên mọi người đừng có bảo ở nhiều lúc mẹ ông của tôi nghiên cứu, tôi vẽ cái này ra, thằng này ăn trộm ăn cắp. Nếu sợ thiên hạ ăn trộm ăn cắp, tốt nhất để trong nhà. Và có nhiều ông vợ thì ra ngoài đường, mẹ cứ hơi tí ở ghen tuông, hoặc là nhiều bà vợ cứ ghen tuông. Sống thì phải tin tưởng vào nhau. Nếu mà thật sự ở trong ý định cho một người chồng hoặc là một người vợ có một ý định đó thật sự, cản trời không được, cản cỡ nào thì cản không thể nào được nữa, bởi vì người ta không còn gì nữa rồi. Dù cản thì cũng không bao giờ được nữa rồi. Anh em hiểu không? Nếu muốn không bao giờ bị mất chồng, mất vợ thì ở nhà cứ cột nhau. Cứ nhìn nhau sống. Còn mất. Chứ huống chi là thời đại công nghệ này, ông này, ông kia, mẹ dán tem đồ, dán ta là rồi, độc quyền rồi, trí tuệ. Ba cái đồ phun xăng điện tử này, rồi tiếp tục thầy này. Thì nói châu này, ở chuyên môn, ở trung tâm này đào tạo chuyên nghiệp, ở trung tâm kia nghiệp dư. Thế là mới ông cứ đào tạo cho mấy thằng thợ xong về nhà thì mẹ nó cứ ngáp ruồi hết. Thì thế là nghiệp nào? Thế nghiệp dư hay là nghiệp giỏi? Áo này của anh đầy em ơi. Ngày xưa anh in cái logo ở đây Tuấn trong này em ơi, lâu lắm rồi. Hôm nay hết áo mặc em ơi. Anh Hoàng Văn Cường inbox Zalo cho em nhá. Mua một cục. Rồi xin chào mọi người. Em qua làm cái video bên kia cái đây.